Chào các bạn. Trong video của ngày hôm nay, chúng mình sẽ làm một cái video mình nghĩ sẽ ngắn thôi, không có dài đâu. Tổng kết lại cái quá trình mang bầu của mình. Ngày hôm nay mình đã bầu 38 tuần rồi, nhưng mà mình không nhầm. Ngày xưa mình track cái tuần, mình kiểm tra cái tuần, mình nhớ cái tuần dữ lắm. Thế nhưng mà càng về đến cuối thì mình càng cảm thấy kiểu, mình càng cảm thấy lơ là đi. Nhiều khi mình phải nghĩ lại xem là ngày hôm nay mình đã bao nhiêu tuần rồi. Ngày hôm nay thì mình nghĩ là mình 38 tuần, tức là sao? Tức là em bé đã sẵn sàng để ra rồi. Nó có thể ra bất cứ lúc nào. Và bây giờ khi mà nó ra đó, thì nó sẽ là một em bé sơ sinh được tính là đủ ngày, đủ tháng, đủ cân, đủ ký, đủ sức khỏe, đủ giai đoạn. Khi mà mình ngồi quay phim ở đây, nếu mà vỡ ối hay là cái gì thì mình cũng đi đẻ bình thường thôi. Mình nghĩ đây sẽ là một trong những cái video, nếu không muốn nói chính là cái video chót của mình ở trong cái tình trạng là, không phải tình trạng, xin lỗi, ở trong cái trạng thái mang bầu như thế này. Rất có thể đến video sau thì trạng thái của chúng mình sẽ thay đổi. Rất có thể. Cho nên là nhân cái dịp này thì mình muốn làm một cái video coi như là chốt để tổng kết lại cái quá trình mang bầu của chúng mình. Thực sự là trong cái thời gian mang bầu đó thì cũng có rất là nhiều cái thay đổi xảy ra, và mình cũng không dám nói một cái gì khi mà kỳ mang bầu nó chưa gần đến cuối, nó chưa chấm dứt. Thế nhưng mà mình nghĩ là bây giờ thì mình đã đủ những cái trải nghiệm và thời gian cũng như là giai đoạn để mình có thể nói chuyện, để mình có thể tổng kết lại cái kỳ mang bầu của chúng mình. Đấy, dù là ở trong video này mình nói những cái điều mà mình nói dựa trên cơ sở là mình đã trải qua những cái điều đó, thế nhưng mà không có cách theo một cái khía cạnh nào là cái video này, tất cả những điều mình nói ra sẽ là điều đúng nhất, là chân lý nhất, là tất cả các mẹ phải nghe theo. Tất cả đều là kinh nghiệm cá nhân, trải nghiệm cá nhân của mình thôi. Và nếu các bạn có trải nghiệm khác cũng như là quan điểm khác thì cũng hoàn toàn là bình thường và cũng không có vấn đề gì cả. Đó, thì mình mong là các bạn sẽ đón nhận cái video này theo đúng cái mức độ của nó, là mức độ rất là cá nhân. Nếu mà các bạn có thể tham khảo từ cái góc độ cá nhân của mình và coi như nó là thêm một góc nhìn khác đi, coi như là như vậy, chứ không có phải là thông tin khoa học, y tế, mình đúng còn các mẹ khác sai, hay là mình sai còn các mẹ khác đúng, thì chúng mình hãy không có cái tâm lý như vậy nha. Rồi, để bắt đầu video ngày hôm nay thì mình muốn đi ngay vào một cái tâm lý, một cái lối mòn tâm lý mà mình có thể quan sát được trong suốt được quá trình mà mình mang thai đó. Các mẹ chúng mình hay dọa nhau quá. Những cái lời dọa nó đến vào bất cứ những cái giai đoạn nào mà một mẹ có thể mang bầu. Tức là các bạn có nhớ không, ngày xưa mình làm một cái video đầu tiên về việc mang bầu, sau khi mà mình làm cái video thông báo với mọi người đó, thì mình làm cái video khi mà mình đang ngồi ở Phú Quốc, mình đang hít khí gió ở Phú Quốc và mình không thể nào mà ngửi cái mùi nhà của mình được nữa đó. Mình cảm thấy rất là tệ, mình rất là chóng mặt buồn nôn. Thì vợ chồng mình đã quyết định đi Phú Quốc để nghỉ, và ở Phú Quốc thì không khí nó trong lành và mình cảm thấy đỡ hơn hẳn. Và mình kể cho các bạn nghe những cái sự kinh khủng mà mình trải qua trong 3 tháng đầu, và mình gọi cái giai đoạn đó là giai đoạn ác mộng. Một con tàu bồng bềnh say sóng và không biết có thể lúc nào nó mới cập bến, không thể xuống khỏi con tàu đấy được, không thể thoát khỏi con tàu đấy được, và chỉ có một cách duy nhất là chờ cho đến khi nào nó cập bến thôi. Và đến khi nào nó cập bến thì hên xui từng mẹ. Thì sau khi mà mình đăng cái video đó thì mình nhận được rất là nhiều những cái sự động viên, rất là nhiều những cái sự an ủi của mọi người. Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng có rất là nhiều những cái lời dọa. Không, ok, bây giờ mình sẽ không có dùng cái từ dọa nữa, mà là những cái lời cảnh báo. Cảnh báo là, ồ, thế này chưa là gì hết, còn nữa, nó sẽ còn kinh hơn nữa, hãy cứ chờ đến tam cá nguyệt thứ 3, tức là 3 cái tháng cuối cùng đi, sẽ biết là nó như thế nào, bây giờ nó chưa là gì đâu. Đó, thì là kiểu mình đọc như thế mình cũng sợ ấy, tại vì cái tâm lý của mình cái lúc đấy nó đã rất là hãi hùng rồi, tại vì mình nghén và mình cảm thấy rất là kinh khủng. Xong rồi mình đến cái tam cá nguyệt thứ 2, mọi thứ nó dịu lại, mình ăn uống được rất là nhiều, lúc nào mình cũng cảm thấy đói hết, cái mình ăn uống 3 cái tháng ở giữa là 3 cái tháng mà theo mình đến thời điểm hiện tại mình có thể nói là 3 tháng ở giữa là 3 tháng nhẹ nhàng nhất trong quá trình thai kỳ. Rồi đến 3 cái tháng cuối đó thì nó thay đổi. Cái bụng nó rất là lớn, và mình nhiều lúc mình cảm thấy là cái cơ thể của mình nó
không biết làm thế nào để nó vượt qua được cái sự này. Tại vì thực sự là nó quá lớn, nó quá nặng, nó quá cồng kềnh, ục ịch. Mình đau mỏi toàn thân này. Và mình cảm thấy rất là khó đổi tư thế khi mà mình nằm ngồi như thế này. Rồi cái bụng của mình cảm thấy là nó như là một trái bóng bay mà nó sắp nổ ấy. Tức là mình cảm thấy cái da của mình nó sắp rách toạc ra. Con mình không còn đủ chỗ để nằm ở trong đó nữa rồi. Những cái cơ quan ở trong bụng thì nó bị chèn ép mà nó không còn chỗ mà. Và một cái nữa là tiêu hóa nó cũng sẽ không được bằng 3 cái tháng giữa. Tại vì bây giờ con rất là bự rồi thì tiêu hóa nó càng bị chèn ép, nó càng không có xuôi được giống như là ngày xưa nữa. Thì tất cả những cái sự khó chịu đó mình nghĩ là mình đã được cảnh báo từ cái video 3 tháng đầu mình làm. Thế nhưng mà nói thật là nó không có kinh khủng như cái sự cảnh báo lúc đó. Mình cảm thấy cũng được. Nếu mà để cho mình chọn nha, mình chọn trải qua 3 tháng đầu hay là 3 tháng cuối lại, thì chắc chắn là mình sẽ chọn 3 cái tháng cuối. Chắc chắn là 3 tháng cuối của mình nó không kinh khủng như 3 tháng đầu. Đấy, không có cái gì mà kinh khủng như 3 tháng đầu hết á. Kể cả 3 tháng giữa, 3 tháng cuối, nó có những cái đặc điểm của nó không thể nào mà sợ như 3 tháng đầu được. Đó là đối với mình. 3 cái tháng cuối này kể cả mình có đau mỏi đến mấy, thế nhưng mà mình nghĩ lại 3 tháng đầu, mình nghĩ mình đã vượt qua 3 tháng đầu rồi, thì mình sẽ vượt qua được 3 cái tháng cuối này. Đấy, đấy là chưa kể là có một cái sự động viên rất lớn vào 3 tháng đầu mình không có. Đấy là 3 tháng giữa và 3 tháng cuối ấy, tất cả những cái khó khăn mình trải qua đều được an ủi bằng những cái cử động của con mình ấy. Con mình nó đạp rồi, nó giơ tay giơ chân, và mình có thể cảm nhận được tất cả những cái điều đó. Và đó là một cảm xúc nó rất là kỳ diệu ấy. Mình cảm thấy cơ thể mình nó kỳ diệu. Mình mệt này, mình đau này, mình nhức mỏi này, mình không có còn ốm giống như là ngày xưa. Mình tăng rất là nhiều cân rồi. Mình không có thở được nhiều như là ngày xưa. Không phải là không thở được nhiều như ngày xưa. Mình ăn nói lủng củng hơn ngày xưa này. Mình không có tập trung được như ngày xưa. Cái sự sắc bén về mặt tinh thần, về mặt trí não, về cái sự tập trung của mình nó không được như ngày xưa. Và lúc nào mình cũng thở này, người mình lúc nào cũng hôi này. Một ngày mình tắm đến 2-3 lần này. Đấy, tất cả những cái điều đấy nó đều được an ủi hết khi mà mình cảm thấy là con mình vẫn đang khỏe và vẫn đang cử động ở trong mình. Thì là mình cảm thấy nó là một cái sự động viên tinh thần rất lớn đó. Thế nhưng mà có một cái yếu tố bên ngoài nó không thay đổi. Đấy là mình vẫn bị dọa tiếp. Xin lỗi, mình vẫn bị cảnh báo tiếp. Các mẹ vẫn nhắn tin cho mình hay là bình luận ở trên những cái trang mạng xã hội của mình, nói là chưa đâu, bây giờ chữa đẻ cảm thấy là vất vả như thế thôi, chưa, đợi đến lúc mà nó ra đi rồi mới biết cái công chuyện đó, lúc đó mới tới cái công chuyện. Thì là mình nghĩ rằng đúng là sẽ có những cái sự rất là khó khăn ở phía trước. Mình không thể nào mà mình ngồi đây mình nói với các bạn là nó sẽ dễ lắm, nó sẽ chẳng kinh khủng đến thế đâu, xong rồi mấy bữa nữa mình đầu bù tóc rồi, mình nằm mình ôm con, mình thiếu ngủ, mình không ngủ cả ngày, xong rồi mình kêu với các bạn là các bạn ơi, mình không thể chịu đựng được nữa rồi, thì nó kỳ. Lúc đấy là con sông quê nha các bạn, rất quê nha. Mình nghĩ là mình đã ngờ được trước những cái, không phải là ngờ được mà là mình đã chuẩn bị được tinh thần cho những cái khó khăn sắp tới. Và chắc chắn là nó sẽ khó khăn rồi, tất nhiên là nó sẽ vất vả rồi. Thế nhưng mà mình nghĩ là cái việc mà cảnh báo nhau như vậy ở tất cả những cái giai đoạn ấy, là phía trước nó sẽ còn kinh lắm, đến cái lúc đó thì chỉ muốn quay lại cái thời gian này thôi, thì mình không nghĩ cái đó là một tâm lý thực sự lành mạnh trong cái quá trình mang bầu cũng như là nuôi con. Bên cạnh đó thì khi mà mình đưa ra những cái ý kiến của mình, những cái sự gọi là chuẩn bị tâm lý hay là những cái sự chuẩn bị về mặt sắp xếp nhà cửa cho con mình đó, thì mình cũng nhận được tương đối là nhiều những cái sự phản đối là làm như vậy không có được đâu, nghĩ là sẽ vừa trông con vừa làm việc nhưng mà sẽ không làm được đâu. Cái tâm lý đó nó không phải là một cái tâm lý thực sự lành mạnh. Mặc dù mình chưa có kinh nghiệm gì đâu, chắc chắn mình chưa có kinh nghiệm, mình là tấm chiếu mới, đến cái lúc đó có gì khác, thế nhưng mà mình sẽ thay đổi, mình sẽ linh hoạt đáp ứng. Nhưng mà ở cái vị trí của một người mẹ sắp đón con thì rõ ràng là mình sẽ phải có những cái kế hoạch mình chuẩn bị trước ở trong đầu, những cái sự sắp xếp trước mà mình chuẩn bị từ ngày hôm nay. Nó có thực hiện được không? Đến cái lúc mà thực tế con ra đời, mình đâu có chắc 100%. Thế nhưng mà cái tâm lý là tính vậy thôi rồi cũng sẽ không làm được đâu, thời gian phía trước vẫn còn kinh khủng lắm, để con ra rồi thì lúc đấy chỉ muốn nhét nó ngược lại vào trong bụng thôi. Những cái tâm lý đó nó không có
ích gì cả. Theo quan điểm của mình đi, là chi bằng chúng mình hãy giữ một cái tinh thần lạc quan với cái con đường mà chúng mình đã chọn bây giờ. Bầu thì đã bầu rồi, đúng không? Con thì nó đã nằm đây rồi, nó đã chuẩn bị ra rồi. Cũi tã, giường chiếu mình đã chuẩn bị rồi. Những cái kế hoạch mình đã vạch ra ở trong đầu rồi. Có thực hiện được hay không thì mình hãy có một cái tinh thần lạc quan về cái điều đó. Đến khi nào con ra, có những gì cần thay đổi, mình linh hoạt thay đổi. Có những cái gì mà mình làm được thì mình sẽ chia sẻ lại cho các mẹ khác. Có một thực tế là không có một người phụ nữ nào giống y hệt một người phụ nữ khác trong tất cả những cái khía cạnh khi mà chúng mình mang thai cả. Mặc dù chúng mình cùng đi qua một cái trải nghiệm, thế nhưng mà mỗi cái hành trình đó nó lại một khác. Chúng mình khác nhau về mặt sức khỏe này, chúng mình khác nhau về mặt hoàn cảnh sống này, đặc thù công việc khác nhau, lịch trình sinh hoạt khác nhau, những cái mối quan hệ trong gia đình và cái cách thức vận hành gia đình với những người thân, với những cái sự hỗ trợ từ bạn bè của chúng mình cũng khác nhau. Bởi vậy cho nên là sẽ không có bà mẹ nào giống với bà mẹ nào, và chắc chắn là không có đứa trẻ nào giống y chang một đứa trẻ nào khác. Bởi vậy cho nên là đúng là chúng mình cùng hội cùng thuyền, thế nhưng mà chúng mình không nên dọa nhau nhiều quá. Chúng mình hãy thả lỏng, động viên nhau để chúng mình cùng vượt qua cái trải nghiệm đầy kỳ diệu này. Đó là cái ý kiến, đó là cái sự nhìn nhận chung của mình về cái quá trình mang bầu và mối quan hệ giữa chúng mình với nhau, giữa các bà mẹ với nhau đó. Còn bây giờ mình muốn nhắc đến một cái nỗi lo khác, không những là nỗi lo của các mẹ chúng mình mà còn là mình nghĩ là áp lực. Rất là nhiều gia đình đặt cái áp lực này lên một mình người mẹ, và mình muốn nói đến nó một chút. Đấy là cái cân nặng của em bé khi mà em bé ở trong bụng mẹ. Bây giờ mình 38 tuần thì các bạn có thể để ý là cái bụng mình nói chung là nó cũng rất là to rồi đấy. Thế nhưng mà so sánh với nhiều mẹ khác thì cái bụng bầu của mình nó thuộc dạng tương đối là gọn nhẹ. Đấy là theo quan sát của mình. Một trong những cái lý do cho cái việc đó là con mình thuộc dạng nhẹ ký ở trong cái range, ở trong cái nấc thang cân nặng phổ biến của các em bé. Thường đối với nhiều mẹ khác thì ở 38 tuần tuổi các mẹ sẽ kỳ vọng con nặng khoảng 3 cân mấy hay gì đó, sẵn sàng để sinh ra đời rồi. Thế nhưng mà con mình đến bây giờ có 3 cân đúng thôi. Và trong cái quá trình thai kỳ đó thì con mình cũng tăng cân rất là chậm. Tức là con mình lúc nào cân ra nó cũng là 2 ký này, 2 ký 1 này, 2 ký rưỡi này rồi. Mình cũng cảm thấy tương đối là áp lực, tại vì khi mà cái cân nặng của đứa bé nó nằm ở cái mức đó thì người ta có một cái nấc thang đánh giá gọi là bách phân vị, người ta đánh theo phần trăm. Thì cái phần trăm phổ biến nhất là từ 20 đến 90%. Thế nhưng mà cái điểm bách phân vị của con mình thì nó dưới 20%, thế cho nên là mình cũng lo xem là con mình nhẹ ký, và mình cũng hỏi bác sĩ xem là con mình nhẹ ký như vậy thì có phải là lỗi tại mình không, có phải là mình ăn uống hay là mình sinh hoạt như thế nào làm ảnh hưởng đến con, hay là con không tăng cân được có phải là tại mình không. Thì bác sĩ giải thích cho mình là không, trong hầu hết mọi trường hợp là không có phải là tại người mẹ. Nếu người mẹ ăn uống mà thiếu chất quá thì rõ ràng là con cũng sẽ thiếu chất rồi, thì cái trường hợp đó không nói làm gì. Thế nhưng mà những cái trường hợp giống như mình, tức là đã ăn uống phù hợp rồi nha, ăn uống lành mạnh hết mức có thể này, ăn uống thoải mái này, không có kiêng khem gì hết, và mình uống vitamin này, và mình uống sữa bầu. Đấy, thì mình làm tất cả những cái việc đó. Thế nhưng mà con mình, cái sự tiến triển nó không giống như là, nó không thuộc về cái mức độ trung bình. Thì là mình cảm thấy lo lắng. Mức độ trung bình là nếu mà xét từ 20 đến 90% thì mình muốn con mình ở mức 40-50%, kiểu như là ở giữa đấy. Thế là mình cảm thấy yên tâm nhất. Thế nhưng mà con ở dưới 20% thì mình hỏi bác sĩ như vậy, bác sĩ bảo là không phải là tại mẹ. Nếu mà mẹ đã sinh hoạt lành mạnh và điều độ rồi thì mẹ cần phải hiểu khả năng truyền chất từ mẹ vào con qua bánh nhau và dây rốn đó, nó phụ thuộc vào cơ địa, nó không hoàn toàn phụ thuộc vào cái lượng bao nhiêu mẹ ăn. Nhiều người ở trong dân gian nói là nếu mà mẹ mà mập mà con mà ốm thì là tại mẹ, mẹ dở, mẹ tệ cho nên là mới để cái tình trạng đó nó xảy ra. Thế nhưng mà không phải. Đối với một số người giống như mình chẳng hạn thì là cái cơ địa của mình ăn rất là nhiều, mẹ tăng cân rất là nhiều, thế nhưng mà vào con không bao nhiêu hết. Đấy, cái khả năng truyền chất từ mẹ vào con nó bị kém theo cơ địa. Và cái điều đấy thì cũng là điều hoàn toàn bình thường và chúng mình phải chấp nhận thôi. Và bác sĩ cũng nói với mình là không cần con phải bự quá hay là nặng quá khi mà chào đời. Nhiều mẹ thì đặt rất là nhiều áp lực vào cái việc là con phải nặng cân này, phải lớn, phải to, phải bụ bẫm khi mà sinh ra đó. Thế nhưng mà thực sự là nếu mà cái đứa con nó có những cái chỉ số bình thường, sức khỏe nó tốt, thì cái việc mà nó nằm ở cái kích cỡ nhỏ hơn một chút so với trung bình chung là chuyện hết sức bình thường. Thế cho nên là kể từ cái lúc mà con mình đủ 2 ký rưỡi là mình đã thấy ok, cũng được.
Còn bây giờ thì con mình đã đủ 3 kg rồi. Thì khi mà tinh thần mình thoải mái thì mình nghĩ là con mình cũng sẽ phát triển tốt hơn ở trong bụng mẹ. Dù là có thể khi mà sinh ra đời con mình sẽ nhỏ hơn một chút xíu so với mặt bằng chung. Thế nhưng mà mình không nghĩ đấy là cái vấn đề nếu mà sức khỏe của con không có vấn đề gì khác. Người ta siêu âm ra thấy não tốt này, phổi tốt này, rồi đo đạc các thứ, thấy mọi thứ nó đều vận hành một cách ổn thỏa, ok, thì mình cũng ok. Rồi, tiếp tục, cuối thai kỳ thì các bà mẹ bắt đầu lo về cái việc là ngày đi sinh. Rõ ràng là có rất là nhiều lo lắng trong cái ngày đi sinh. Và mình cũng không phải là ngoại lệ, mình cũng có những nỗi sợ riêng của mình. Nghĩ đến chuyện sinh nở thì mình hơi ớn đấy, nói là không sợ gì thì cũng không đúng. Thế nhưng mà mình nghĩ là hãy đừng đặt áp lực quá. Tại vì sao? Tại vì sinh thường hay sinh mổ cũng ok hết. Ở trong thời đại y tế hiện nay thì rất là nhiều em bé đã ra đời một cách khỏe mạnh, dù là sinh thường hay sinh mổ. Thế cho nên là các mẹ đừng đặt áp lực quá là ồ chắc chắn là mình phải sinh thường, nếu mà sinh mổ thì sẽ có những cái điều rất là tệ. Thế nhưng mà mình không nghĩ đấy là một cái áp lực cần thiết nó phải đặt ở cái mức cao như vậy. Sinh thường hay sinh mổ thì mình cần phải xét đến cái yếu tố phù hợp. Tức là bác sĩ người ta sẽ cho mình biết là ở cái tình trạng của mình và ở cái tình trạng của con mình thì là mình nên sinh thường hay là nên sinh mổ để cái xác suất an toàn đảm bảo sức khỏe cho cả hai mẹ con nó cao hơn. Thì nó tùy thuộc vào từng người. Nếu mà mình phải sinh mổ mà mình không sinh thường được ấy, không có nghĩa mình là người mẹ tồi. Không có nghĩa là con mình sẽ yếu, không có nghĩa là tương lai của con mình sẽ tệ. Nó có rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng, bởi vậy cho nên là chúng mình hãy đặt niềm tin vào bác sĩ và chúng mình hãy thả lỏng. Ví dụ như tâm lý của mình nha, nếu mà mình có thể sinh thường được thì sinh thường là lựa chọn đầu tiên của mình. Đấy, thì là mình muốn sinh thường như là bao nhiêu người mẹ khác. Tuy nhiên, nếu mà mình không sinh thường được, có một cái vấn đề gì đó xảy ra chẳng hạn, thì người ta đẩy mình sang đẻ mổ và mình cũng chấp nhận cái điều đấy với một cái tâm lý hết sức là thoải mái. Mình nghĩ là mình sẽ ổn thôi, mình nghĩ là mình sẽ ổn và mình nghĩ là con mình sẽ ổn. Kể cả sinh thường hay là sinh mổ thì chúng mình còn rất là nhiều thời gian để chăm sóc nhau, để hồi phục về sức khỏe và để cải thiện về cái sức khỏe nói chung của mình, của con mình. Và cái việc nữa là có giảm đau hay là không giảm đau, cái gây tê ấy, có rất là nhiều người mẹ nói là cái thuốc gây tê đó sẽ gây đau lưng, sẽ gây đau đầu, sẽ gây yếu người về sau này. Mình đã tư vấn với bác sĩ rồi và cái này là cái điều mà bác sĩ đã tư vấn cho mình để mình chia sẻ lại cho các mẹ. Đó là thuốc gây tê khi mà mình đi đẻ ấy, nó không gây đau lưng về sau này. Cái việc mà các mẹ bị đau lưng, đau người hay là yếu người khi mà trái gió trở trời đó là do nhiều lý do khác, bao gồm kế hoạch ăn uống này, cách sinh hoạt này, và quan trọng nhất là rất nhiều mẹ không có tập thể dục. Kể cả có đẻ hay là không đẻ, đẻ nhiều lần hay là mới đẻ một lần, mà tới cái tuổi 30, 40 tuổi đổ đi mà chúng mình không tập thể dục ấy, thì ai cũng sẽ đau lưng hết. Đàn ông phụ nữ đều vậy. Đấy, đấy là phải cảnh báo, không phải phải nhắc các mẹ mà cũng lười thể dục là như vậy. Chúng mình sinh xong chúng mình cũng phải có một cái chế độ sinh hoạt cho phù hợp, giữ cho cơ thể mình dẻo dai, chứ không có phải là mình đau lưng cái là mình nghĩ à cái này là tại cái thuốc tê mình tiêm cái hôm mình đi đẻ đâu. Không phải. Đấy, cho nên cái quan điểm của mình là gì, cái này là quan điểm cá nhân của mình thôi, là mình muốn được gây tê càng sớm càng tốt. Mình muốn không đau, mình muốn được giảm đau. Nhiều mẹ nói là kể cả gây tê xong rồi thì nó cũng vẫn sẽ đau. Thế nhưng mà cái việc này nó phụ thuộc vào, bác sĩ nói với mình là nó phụ thuộc vào cái mức độ chịu đựng của mỗi người và mức độ gọi là, người ta hay nói dân gian gọi là cái độ ăn thuốc tê đấy. Tức là cơ thể của mỗi người phản ứng với cái thuốc tê và tiếp nhận cái thuốc tê ở một cái mức độ khác nhau, cũng như là mức độ chịu đau khác nhau. Bởi vậy cho nên mỗi người sẽ có một cái cảm nhận. Thế nhưng mà hỏi mình là mình có lựa chọn thuốc tê khi mà đi sinh hay không thì có. Mình muốn được tiêm thuốc tê sớm nhất và nhiều nhất có thể. Mình muốn nó nhẹ nhàng bớt đi. Đấy, mình cũng sợ đau lắm chứ không phải là không. Điều tiếp theo mà mình muốn chia sẻ là trong suốt cái quá trình mang bầu của một mẹ bầu sẽ có rất là nhiều những cái ý kiến từ bên ngoài nói về những cái điều mà không được làm. Rất nhiều. Đối với cá nhân mình thì đấy là không có được trang điểm này, không có được uống cà phê này, và không có được đặt con ở cái nơi mà có máy tính. Tại vì mọi người thấy mình set up cái phòng của con vào cái phòng mà mình làm việc đó, thì mọi người cũng phản đối rất là nhiều, nói là có cái sóng từ thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến em bé. Thì mình muốn chia sẻ là như vậy. Ở trên thế giới người ta có rất là nhiều những cái nghiên cứu khác nhau, cho ra những kết quả khác nhau ở những cái mức độ khác nhau, và tùy thuộc vào rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau về mặt đời sống khác có thể ảnh hưởng đến cùng một cái yếu tố.
Trước rồi mình nói xong mình thấy nó rối quá. Thế nhưng mà đại khái là cái điều mà mình muốn nói thì ngày hôm nay mình sẽ không đi sâu vào cụ thể từng yếu tố một, tức là có được trang điểm khi mang bầu hay không, có được uống cà phê khi mang bầu hay không, có được cho trẻ em ở trong cái phòng mà mình đang làm việc máy tính hay không. Thì tất cả những cái điều đấy thực sự là mỗi yếu tố nó có thể chia thành một video riêng rất dài đó. Bởi vậy ngày hôm nay thì chúng mình sẽ chưa có thời gian để chúng mình thảo luận kỹ vào từng cái đó. Thế nhưng mà cái điều mà mình muốn nói ở đây là trong suốt quá trình mang thai, các mẹ sẽ nhận được rất là nhiều những cái lời can ngăn, những cái lời cảnh báo và những cái lời khuyên giống như vậy từ nhiều nguồn khác nhau. Và thực sự là mỗi nguồn cũng sẽ khuyên một khác, nói thật là như vậy. Thì mình muốn là các mẹ hãy cân bằng giữa cái việc là mình nghiên cứu thông tin với cái việc mình chấp nhận cái cuộc sống của mình nó không hoàn hảo. Mình nói như vậy tức là sao? Tức là làm một người mẹ đó thì rõ ràng là chúng mình sẽ muốn nghiên cứu nhiều thông tin và có được những cái kiến thức xác thực nhất, chính xác nhất để mình có thể chăm sóc cho con mình một cách tốt nhất. Thế nhưng mà mình vẫn phải chấp nhận là không thể nào mà mọi thứ nó tuyệt đối được. Và bản thân cái sự tuyệt đối ấy, nó cũng không thể kết luận được. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ đi, và mình sẽ cố gắng ngắn gọn nhất có thể với cái ví dụ này. Mình không muốn đi lan man. Đấy là cái việc mọi người bình luận rất nhiều về việc là mình set up cho con mình nằm ngủ cũi ở trong cái phòng mà mình làm việc, và mẹ có thể chạy ra chăm sóc con lúc bất cứ lúc nào. Đấy tạm thời là cái tính toán của mình trong cái quá trình mà mình vừa làm việc vừa nuôi con trong cuộc sống của mình. Thì có rất là nhiều bạn tỏ ra lo lắng tại vì cái sóng từ máy tính bạn cảm giác là sẽ có hại cho con mình. Thì nói thật là lý do tại sao mình chưa có trả lời không phải là vì mình không đọc các cái bình luận của các bạn. Lý do tại sao mình chưa có trả lời là tại vì mình không muốn đưa ra một cái thông tin mà nó quá mang tính là mình chính thức thông báo với các bạn là như thế này, đây là kiến thức chung, đây là điều chính xác. Tại vì mình khi mà mình nghiên cứu ra ấy, nó có rất là nhiều những cái giả thiết, những nghiên cứu khác nhau trên thế giới cho ra những cái kết quả trái ngược nhau. Nó chưa có kết luận được chính thức đâu là chính xác là những cái sóng này nó có hại cho trẻ con hay không. Thực sự là ở vị trí của một người mẹ, khi mà mình nghiên cứu như vậy, mình cũng phải mất rất là nhiều thời gian cũng như là công sức suy nghĩ xem là cái việc này mình nên kết luận như thế nào và mình nên lựa chọn như thế nào. Cho nên cái lựa chọn cá nhân của mình, và mình nhấn mạnh là lựa chọn cá nhân của mình, là mình vẫn sẽ cố gắng hướng đến một cái cuộc sống linh hoạt cân bằng khi mà mình có thể làm việc kết hợp với chăm sóc con. Cái nôi của con mình nó có bánh xe đậy, thế cho nên là con mình ở trong ngày sẽ có những lúc nó nằm ở phòng ngủ, sẽ có những lúc nó nằm ở bên cạnh mình ở trong phòng làm việc, sẽ có những lúc nó nằm cạnh thằng cha nó ở trong cái man cave của thằng cha nó, sẽ có những lúc nó nằm ở bếp, sẽ có những lúc nó nằm ở phòng khách. Tụi mình đi đâu thì nó ở đó, chứ nó không ở một chỗ trong nhà 24/7. Và tất cả những cái địa điểm đó ở trong nhà mình đều có sóng điện từ hết, tại vì tất cả những cái điểm đó đều có phủ sóng 3G này, có wifi này, tivi, điện thoại, máy tính, tức là rất nhiều thiết bị, đi đến đâu cũng có thiết bị hết. Chưa kể là sóng wifi của các nhà khác ở trong cái khu chung cư này thì nó cũng phủ sóng đến nhà mình. Mà ở trong điều kiện sống của một cái thành phố lớn như thế này thì khó mà đi đâu mà không có sóng điện từ lắm. Bởi vậy cho nên cái điều đó là cái điều mà chúng mình chấp nhận một cách cân bằng. Đấy, chúng mình chấp nhận là không có cái gì có thể tuyệt đối được cả. Và được cái này thì là mình sẽ mất cái kia. Tất cả những cái yếu tố đó ở trong điều kiện sống này, cách thức sinh hoạt này, môi trường sống này, thì nó có những cái được và nó có những cái mất, và nó có những cái điều mà chúng mình không có một cái khẳng định chắc chắn là 100% nó sẽ thế này hoặc 100% nó sẽ thế kia. Và khi mà chúng mình có thể cân bằng những cái điều đó thì tâm lý của chúng mình sẽ tốt hơn, nó sẽ bớt nặng nề hơn khi mà có con. Và mình nghĩ cái điều cuối cùng mà mình muốn tâm sự trước khi mà mình đi đẻ, đấy là rất là nhiều người nói là kể từ bây giờ cái cuộc sống của mình nó sẽ không vui vẻ nữa. Tất cả nó sẽ về con, mình sẽ mất bản thân, mình sẽ mất thời gian cho mình mất thời gian cho chồng, mình mất đi rất là nhiều thứ thuộc về bản thân mình để mình dành cho đứa con. Thì mình nghĩ đó không hẳn là sai, nhưng mà đấy không nên là cái cách mà chúng mình nghĩ về cái việc có con. Nếu mà cái việc có con nó làm cho chúng mình nghĩ rằng chúng mình phải hy sinh một phần của chúng mình để đáp ứng cho cái việc có con, thì có lẽ đó chưa phải là thời điểm phù hợp để chúng mình có con. Mình nghĩ cái việc có con nó sẽ rất là vất vả, tất nhiên rồi, nó sẽ rất là khó khăn và nó sẽ có rất là nhiều thử thách ở phía trước. Thế nhưng mà mình không nghĩ rằng mình đang hy sinh những cái kế hoạch cá nhân này, những cái sự tự do hay là những cái tình cảm vợ chồng, mà mình nghĩ là khi mà mình đã quyết định có con, mình đã mang nó vào trong thế giới này,
nó là một phần, nó là một phần của kế hoạch cá nhân của mình. Niềm vui của nó là niềm vui của mình, và cái cuộc sống của nó cũng chính là một phần cuộc sống của mình. Mình không có hy sinh mình vì nó, mà mình cùng với nó trải nghiệm cuộc sống dưới lăng kính của một đứa trẻ lại một lần nữa. Mình cùng với nó lớn lên, và cùng với cái sự đồng hành, cùng với cái sự che chở của mình, thì rất hy vọng nó sẽ lớn lên trở thành một người độc lập, một bản thể mà nó quyết định. Nó quyết định xem nó sẽ là cái gì, nó sẽ là như thế nào ở trên cuộc đời này. Và mình sẽ không can thiệp vào cái điều đó. Nó không nợ mình cái gì hết. Đó là cái cách nghĩ của mình khi mà mình có con. Thì đấy là quan điểm của mình. Đó là một chút cái chia sẻ của mẹ bầu. Trước khi mà mình nghĩ là kể từ video sau thì có thể là tình hình nó sẽ khác này, nó sẽ không còn như thế này nữa đâu. Rất hy vọng là những cái chia sẻ của mình đã có ích cho một mẹ bầu nào đó cũng bầu giống như mình. Nếu mà các bạn không đồng ý với mình hay là các bạn có những quan điểm khác, không sao cả. Chúng mình hãy có những cái chính kiến riêng khi mà chúng mình mang bầu và khi mà chúng mình nuôi con. Chúng mình hãy cân bằng giữa những cái niềm tin riêng của chúng mình với những cái điều, những cái lời khuyên và những cái thông tin mà chúng mình tiếp nhận từ bên ngoài. Và một cái điều rất là quan trọng là hãy giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan với những cái điều sắp đến. Biết là trước mắt nó sẽ khó khăn đấy, thế nhưng mà nếu tinh thần mình tốt thì mình cũng sẽ xử lý mọi việc một cách tốt hơn. Chứ nếu mà mình sợ quá, mình áp lực quá, mình cảm thấy kinh khủng quá thì nó cũng không giúp được gì, có đúng không nào? Nếu mà các bạn có tâm sự gì với mình thì có thể để lại bình luận ở phía dưới để chúng mình có thể tâm sự với nhau. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video của mình ngày hôm nay. Tạm biệt các bạn.